Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Mình rất vui vì những sản phẩm nhạc cũ đến từ thương hiệu Kidman được rất nhiều trung tâm âm nhạc chọn lựa. Vì thế nên chiếc đàn Kidman KS1 Bluetooth đã ở sẵn sàng trong xe van để xuất phát từ chi nhánh 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình đến với em học viên tại Tân Phú. Mời anh em theo dõi video nhé. Các bạn nhân viên trong đội đã nhanh chóng đưa chiếc piano vào nhà và chuẩn bị lắp đàn cho em. Từng bộ phận của piano được đem ra phía ngoài, tất cả đều được bọc lớp bảo vệ cẩn thận từ chân đàn, pedal rồi cả tấm chắn sau để giảm tối đa chảy xước hư hỏng bên trong. Mời anh em theo dõi quá trình lắp đàn cùng team nhé. Các bước rất quen thuộc nên việc lắp đàn diễn ra rất là mau lẹ. Đầu tiên chân đàn được canh chuẩn theo pedal, lắp cố định với hai con ốc bằng tu vít. Các bạn thao tác như trên với chân còn lại nhé. Thân đàn được nằm xuống để gắn tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp đầu đàn vào và cố định vị trí với ốc và tu vít ở dưới đầu đàn. Và đây, ghế piano chắc chắn màu đen với lớp đệm ngồi cực êm chính là quà tặng theo đàn từ Minh Phụng Music dành tặng cho bạn. Sau cùng thì piano đã lắp xong, đàn sẽ được các bạn đưa đến vị trí đẹp nhất của căn phòng nhà khách. Mời các bạn cùng chị khách bóc siêu đàn từ trên nắp đàn rồi đến siêu phím. Đây cũng là lúc mọi người hãy cảm nhận vẻ đẹp đầy ấn tượng mà Kidman KS1 Bluetooth đem đến cho phòng khách của gia đình. Mời các bạn ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp về thiết kế của đàn và lắng nghe vài lời chia sẻ của chị khách dành cho team nhé. Bé gái mới bắt đầu học nhạc và em đã chọn mua piano điện Kidman KS1 Bluetooth sau khi nhận được tư vấn từ thầy giáo. Đồng thời chị rất ấn tượng với mẫu đàn này vì vẻ đẹp và giá cả hợp lý. Hơn nữa, Minh Phụng Music được trung tâm dạy nhạc đánh giá cao và chị rất hài lòng khi đặt hàng chỉ một tiếng trước mà đội đã giao hàng rất nhanh chóng. Thầy cô dạy nhạc lựa chọn Kidman KS1 Bluetooth đồng hành cùng các em học viên bởi vì đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đang còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome đếm nhịp, Trinova trộm tiếng, Jazzbo tăng giảm tông và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sostenuto, soft điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao Kidman KS1 Bluetooth đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh chóng truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.